Và Dương xin mến chào quý vị khán giả và các bạn. Hôm nay tiếp tục hành trình chia sẻ đến mọi người những địa điểm chay và những món chay ngon của Sài Gòn ha. Hiện tại em đang có mặt ở trên con đường Ngô Gia Tự và hôm nay em sẽ gửi đến mọi người một quán chay quen thuộc, đó chính là quán chay Tùy Tâm của chị Kim Long mọi người ha. Thì trên, nếu mọi người đã coi trên kênh của em rồi thì chắc chắn là sẽ biết là quán chay Tùy Tâm của chị ở trên chi nhánh thứ ba, địa chỉ là 176 đường Ngô Gia Tự, phường 9, quận 10 rồi. Hôm nay là chị sẽ phục vụ là cái món bánh canh cua chay vào ngày thứ ba, nên em đã tranh thủ tại cái món này em rất là yêu thích luôn, thì sẽ đến để thưởng thức và cũng như là gửi đến mọi người cái không khí của quán, xem sau nửa tháng thì khách hàng đã biết đến nhiều chưa và mọi người ủng hộ quá như thế nào mọi người nha. Dạ hôm nay thì ngày thứ ba đúng không chị Long, thì mình sẽ làm món bánh canh cua chị ha. Đó, đây là một món yêu thích của em luôn, bắt buộc nay em xin phép chị em qua em quay đó. Thì không biết là bây giờ bên mình làm bao nhiêu phần chị cho? Bây giờ bên chủ chị ngày bình thường là khoảng 600 đến 650. Dạ 600 đến 650 á. Là phải từ 800 đến 800 đến 900. Wow. Trời ơi. Giống như bữa hổm mình Phật Đản đó. Dạ, lễ Phật Đản. Dạ. Gần 900 phần bún bò. À bún bò đúng không chị? Còn ngày thường như hôm qua là chị bán là 600 phần đó. Dạ. Còn hôm nay bánh canh cua là chị đặt 100 kg bánh canh đó. Dạ, 100 kg đó. 100 kg. Dạ. Rồi để cho nó qua cái giai đoạn 100 xong rồi đó, còn nước lèo bao nhiêu mình chưa thấy. Vâng. Có nồi nước lèo để em thấy rồi, trời ơi quá là hoành tráng luôn chị nè. Đấy. Hôm nay là làm đầy luôn chị hả? Không, bây giờ đầy lâu rồi em, đúng rồi, dạ sorry, không đủ nữa. Nửa tháng rồi mới qua bên chị đó. Đúng đó, rồi, mới thấy đó. Quay là khác. Dạ. Thì bây giờ nước lèo của mình, cái nồi này không sử dụng cái chất đặc được. Dạ. Thành ra là khi em nấu xong, em bỏ bột xong, em phải bỏ cái chảo. À ok, mình hâm lại. Đúng rồi. Dạ. Bây giờ nó vẫn nóng, nhưng mà chị muốn nó thật là nóng luôn. Rồi, chính thì xác. Em phải để trên bếp ga, tại vì cái nồi này là đặc biệt, mình chỉ dùng chất lỏng. Dạ. Khi em bỏ bột vô em bật sôi lên nó cháy nồi liền. À ok. Nhưng mà mình mua một cái nồi khác thì nó uổng tiền. Vâng ạ. Đó, thành ra là chị tận dụng cái nồi này, chị nấu hết hoàn chỉnh. Xong rồi mình đem qua chảo em thấy không? Dạ. Đó rồi, bây giờ là chị sẽ giới thiệu cho em cái phần ăn với bánh canh cua ha. Rồi. Rồi sao? Em có muốn ăn luôn không? Rồi, không giới thiệu trước đi chị. Rồi rồi giới thiệu. Hấp dẫn quá. Rồi, dạ. Rồi ngồi chờ nó, ngồi chờ nha. Rồi bây giờ chị giới thiệu. Rồi. Rồi bây giờ đây là nóng mà. Rồi mình phải dùng mình gấp hết, đây là nấm đùi gà ha. Cái này chị làm từ hôm qua hay sáng nay làm chị? Không, nước lèo hầm từ hôm qua em. À, nước lèo hầm từ hôm qua. Ngoài toàn bằng cà rốt ha. À vâng ạ. À. Mình dùng cà rốt xay nhuyễn. Dạ, tí nữa thì em sẽ vô cho coi cái nồi nước lèo có những gì chị nha. Đúng rồi. Dạ, bây giờ okay. Rồi, còn cái này thành phần ăn kèm nè cưng. Đây là nấm đùi gà ha. Nấm đùi gà mình thái ra chị ha. Thái gà là... hầm luôn ha. Trời chơi nấm đùi gà luôn á. Cái này là cái đây là chị cho coi, cái này là phần chả cua hả chị? Dạ. Và vâng, nó giống như bên chả chiên của bên cái này giống bún riêu em, bún riêu chứ không, chứ không giống như bên chỗ cơm tấm, không giống cơm tấm chả có trứng, còn cái này không có trứng. Ok, này là đậu hũ nha, này là thuần chay không trứng nha mọi người. Dạ. Yeah. Cái này nấm đông cô ha, nấm đông cô. Wow, thịt cua này là mình sử dụng giùm chị là mọi người có thể mua thịt cua đâu cũng được, nhưng mà Long sử dụng càng cua Âu Lạc ha. Mình mua càng cua Âu Lạc thì chị mua 1 kg thì hình như là 268 ngàn 1 kg hay 58 ngàn. Âu Lạc là hàng cao cấp rồi đó chị. Thì chị không có biết, chị chỉ làm trong khả năng của mình được. Vâng ạ. Dạ chị ơi, vui lòng đợi giùm em, chưa tới giờ bán cho chị. Dạ. Dạ bắt đầu 10 giờ 50, giờ này chưa có. Dạ. Rồi. Đó là chả cua ha, đây cái món bánh chính làm nên cái đồ bánh canh cua nè mọi người. Dạ đúng rồi, cái này là bánh canh cua mình sử dụng là càng cua Âu Lạc. Dạ rồi ha. Rồi, sau đó là kèm đó là cũng là cũng hành phi và các loại. Thêm đồ hũ nữa chị hả? Đúng rồi, đồ hũ nữa. Rồi. Quá trời topping luôn mọi người. Rồi, quan trọng là bánh dầu cháo quẩy nha. Đó. Bánh dầu cháo quẩy ha. À, ngon rồi. Dầu cháo quẩy. Rồi hành phi ha. Hành phi và tự thôi hành nha. Ngò ha. Rồi ok. Không có gì hết. Rồi. Rồi.
Rồi qua lò nước lèo đi mọi người. Dạ. Hôm nay sorry dừng đi trễ nên cũng hơi lù bù á. Rồi đây là nồi nước lèo nè mọi người ơi. Bao nhiêu lít chị nhờ? Cái này là 150 lít nha. Năm mình sớm hồ qua 150 lít. Em thì vậy đó, tôi nghe là cái nước lèo này là mình cầm hoàn toàn bằng cà rốt mình xay ra. À vâng ạ. Cam kết không có bỏ một cái gì vô nữa hết. Dạ. Có nghĩa là từ các màu cam này là toàn bộ từ cà rốt xay ha. Cà rốt, một bình cà rốt thôi hả chị? Đúng rồi, một bình cà rốt mình hầm ra, tại vì em hầm cà rốt nó màu đen, màu vàng mà. À vâng ạ. Rồi mình xay ra thôi. Vâng. Rồi mình nấu mình hầm mềm là mềm, ơi là mềm. Dạ. Thì nếu mà có dịp thì lần sau em cứ quay qua công đoạn chị chia sẻ hết. Vâng ạ. Tại vì cái món bánh kinh cua thì Long đã chia sẻ hết đạo của mình rất là nhiều lần. Dạ. Long không phải là một người ăn chay. Dạ. Long cũng không có theo tôn giáo, bất kỳ tôn giáo nào. Nhưng mà những gì Long nấu thì Long cố gắng nấu theo cái những gì mình cảm nhận về món ăn. Dạ. Thì có gì thì chị chia sẻ cái đó, chứ mình không có giỏi cái gì đâu nha. Vâng ạ. Có nghĩa là mình tận dụng cái cà rốt mình hầm á. Dạ. Mình lấy nước ngọt và mình lấy cái xác để dạ. Mình tạo cái màu. Và mình nêm nếm thôi đúng không chị? Đúng rồi. Dạ. Và khi em bỏ này, em bỏ vô nấm đông cô nè. Nấm đông cô em xào lên. À. Em bỏ vô hầm luôn. À ok. Rồi cái cua này nè, em sắc ra em cũng bỏ vô. À, có nghĩa là cái nước lèo nó màu cam là từ cà rốt xay. Vâng. Nhưng mà em bỏ hết hầm mà lần vô. À ok. Nấm đông cô nè. Sau đó là mình vớt ra. Đúng rồi, dạ. Bỏ nấm đùi gà vô nè. Dạ. Nấm đùi gà nhiều lắm luôn. Gà trời ơi, chị chơi lớn á, nấm đùi gà là cũng giá thành cũng cao đó. Bây giờ mình làm cái gì mình vâng làm, à. Mình làm. Dạ. Coi như nấm đùi gà là 15kg nha. Dạ. Rồi cái này là cua nè, càng cua Âu Lạc dạ. Đó. Em cắt xong rồi em cũng bỏ vô luôn. Vâng. Thì tự động nó ngon nè. Dạ. Chứ không phải là chị giỏi nha. Nghĩa là cái nước nào mình hầm vậy, mình nêm gia vị cho mình. Ok chị. Tất cả những cái gì có em bỏ vô hầm hết. Nên nồi nước lèo này là rất là chất lượng luôn á. Tí nữa em ăn là phải hút hết cái nước lèo này. Rồi, em có muốn thử cái nước lèo nguyên chất không? À, tí nữa chị ha, rồi đây quậy với quậy nè, quá hấp dẫn luôn. Trời ơi thơm quá là thơm. Rồi thôi bây giờ chị cũng sẽ múc cho em một tô bánh canh luôn đi. Ok tại chị, ok chị Long. 15 phút nữa thôi là chị bắt đầu chị. Vâng ạ, à, vâng ạ, rồi chắc là xin phép mọi người dừng ăn trước, ngon quá rồi. Rồi bây giờ là mình sẽ đến đây và mình. Dạ, cũng để bánh canh bên ngoài luôn chị ha. Rồi mình muốn ăn gì thôi ý cũng giống như bữa cơm đó mọi người. Ok. Ở đây tất cả đều tự phục vụ em. Dạ. Muốn ăn bao nhiêu nè, em ăn nhiều không vậy? Ít thôi chị Long. Ở này ha. Rồi ok chị Long. Thôi em ăn ít thì mấy tô dừa đi. Vâng. Hai size ha. Hai size hả cô? Hai chị. Ừ, cho những người ăn ít thì ăn tô nhỏ luôn. Rồi, tại vì cô chú mà ăn nhiều á, đẹp nhìn hai cái tô không? Đúng rồi em thấy người là chị. Người ta chắc bánh canh nhiêu đây, người ta chan nước được. Còn dạ. Chắc bánh canh này không chan nước được. Ok chị, chan ít thôi. Rồi, mời em vô. Rồi, mọi người cô chú nào lấy xong ha, bước vô trong này ha. Đưa cho chị Long anh Sang bắt đầu là gấp đồ nè. Bây giờ cua nha em, càng cua Âu Lạc ha. Cua. Rồi. Coi như chị múc một tô giống y ở đây nha. Okay, chứ để mọi người khỏi nói là mình sao em lại quay thì nhiều. Dạ. Rồi còn ấy thì ít ha. Rồi. Ok cưng. Nấm đông cô. Rồi, đậu hũ này. Đậu hũ là sẽ 2 cục. 2 cục. Rồi bây giờ quan trọng là cái chặt cua nha cưng. Dạ. Để chị sẽ gấp cho em. Cái này là màu dầu điều nha em nha. Ờ, dầu điều mà chị. Cho nó có mập thì chị gấp một cục nha. Hấp dẫn, quá hấp dẫn luôn. Okay. Rồi, hành đường nha. Xong, bây giờ chị qua đây chị nước lèo cho em. Rồi, nước... Thấy không, cái nước lèo nó rất là nóng nha. Dạ vâng. Nhưng chị bắt buộc phải đem qua đây không? Qua đây không? Đúng rồi. Để em luôn có tạo cái độ nóng. Nóng hổi luôn mọi người. Và rất là sệt luôn á. Chị coi chị có nói xạo nè, nó có mấy cái chặn của cà gót nè, chị thấy không? Dạ đúng rồi chị. Rồi cái màu nó nâu nâu để em bỏ nó đông cô. Nó đông cô do nó gì, cái đen đen là cái xác nó đông cô còn lại gì ha. Rồi. Dạ. Rồi bây giờ chị chan vô nha. Dạ. Cái nước bánh canh nó hơi sệt nha em, mình bỏ bột năng nha. Dạ, à, cái bột năng nữa. Bánh canh cua là cô chú mà mình làm xong hết mình bỏ bột năng á. Dạ. Thì cái này là Long nghĩ là ai cũng biết mà. Vâng. Rồi, còn cái màu thì là từ màu bánh canh ha. Rồi ok đây em. Rồi chị bắt đầu quẩy vô. Quẩy vô. Rồi cho em xin. Rồi, em xin đây một tô bánh canh cua 5.000 đồng nha mọi người. Rồi. Ok. Đây. Em sẽ cho em một cái nước mắm này vô nè. Cái này là nước mắm tiêu ha. Mắm tiêu mà chị. Đúng rồi, nước mắm tiêu nó gồm có tiêu, đường, chanh. Dạ. Đó, để em tăng cái hương vị của mình lên ha. Ok, chanh vô. Cái này là ớt xay nha. Xay và chanh. Chanh. Chị dặn nè, chanh mình cũng phải nặng vừa đủ thôi. À. Tại vì có những cô chú người ta thích ăn chanh. Vâng. Thật sự em nặng chanh nhiều quá nó phá đi cái tô bánh canh. Dạ, như em thích ăn chanh nè, là nhanh vừa vừa thôi chị. Nhưng mà bây giờ em có thể là khi mà em nói cho khán giả biết á dạ. Thì có thể là em giúp giùm chị là mình nếm cái nước chưa nặng chanh.
À ok. Em nếm thì cái nước chua nặng nha, okay, em cảm nhận cái vị ngọt. Rồi sau đó sẽ nặng vô ha, rồi ok mọi người ha. Thử hương vị nha. Chứ okay. Để mình nặng vô cái lỡ cái nó chua lè luôn á. Dạ dạ dạ. Rồi mời em ăn. Dạ, rồi cảm ơn chị, cảm ơn chị nhiều. Em nè, đó, em làm sớm tại vì thực sự là nếu bây giờ đến 11 giờ mình không thể ngồi thì mình sẽ nhường chỗ cho các cô chú anh chị khác ngồi ha. Mình sẽ ăn trước để mình cảm nhận thêm cái hương vị là như thế nào. Có một tô bánh bình quân 5.000 thôi mọi người, mọi người có thể tưởng tượng được không? Quá xuất sắc nha. Rồi đây là nước mắm tiêu nè. Nhưng mà giờ em sẽ thử trước cái hương vị và mình khi mình chưa có nặn chanh, chưa có bỏ nước mắm vô nha. Đó là sệt luôn nè. Đó là sệt luôn này đó. Rồi một tô giò cháo quậy quá ngon. Chả cua ha. To nè, đó. Nấm đông cô. Thịt cua chay. Rồi nấm đùi gà đó. Toàn là những cái nguyên liệu mà thực sự là rất là mắc tiền luôn. Đậu hũ ha. Ok. Rồi. Ngọt thanh. Dạ. Trời ơi, nước không mà ngon là chị ơi. Đó, Long ơi. Trời ơi, em mấy mấy mày rùng mình luôn nè. Ngon đúng rồi cô. Rùng mình luôn nè. Không qua mỗi người cảm nhận nè. Rồi thêm cái hành phi nữa, thật sự ngon quá. Nhưng mà em ăn nhạt em không còn chan luôn á, còn chan xíu mình thôi. Dạ xíu thôi, xíu ha. Rồi bắt chan một xíu thôi. Rồi làm tốt nha mọi người, lên nè. Luôn bánh canh. Thử một tí chả cua. Chả cua này mọi người. Chả cua. Chung bên canh bánh canh mặn có gì, bánh canh chay có hết luôn á, đầy đủ luôn á, cua chay đầy đủ không thiếu gì hết. Một miếng chả cua và một miếng nấm đùi gà. Rồi.
của anh dành hết luôn mọi người. Đây là một thau bánh canh, cái bánh này là 100 kg rồi chị, chị Long. 100 kg đó mọi người. Hết 100 kg đi rồi mình bắt đầu mình coi nước nào còn như mình. Dạ. Còn bên này là làm trước để có cô chú nào mua về thì một bên này thôi chị. Dạ. Tại vì mình có dự bị tại vì chở ưu tiên ra tại chỗ. Dạ. Ở quán của mình đặc biệt là 25.000 vẫn thua 15.000 nha. Vâng. Có nghĩa là lúc đầu còn nhiều thì cô chú có thể mua về 25.000. Dạ. Nhưng mà bắt đầu khoảng mình thấy cảm thấy là cái lượng khách mà mình ăn tại chỗ nó còn hơn thì mình sẽ ưu tiên. Dạ, sẽ ok. Nhưng mà có thể ưu tiên những người ở xa, người ta muốn tới muốn mua một phần thì mình vẫn bán. À vâng ạ. À. Có nghĩa là tùy thuộc vào cái lượng khách ăn tại chỗ. Nếu mà ở đây anh chị không phục vụ kịp, em biết không? Vâng. Như là tại vì bán mang về mình phải vô bịch này kia nữa. Dạ đúng rồi chị. Bây giờ anh chị chuẩn bị trước là 50 phần cho một ngày để bán mang về. Dạ. Hết cái số lượng đó thì thôi. Dạ. Nếu mà cô chú ở đây người ta ăn nhiều hơn thì mình sẽ gửi cái này mình lấy vô cô chú ăn luôn. Ok, ok. Rồi nếu mà chị. Khách ở đây người ta ăn ít hơn thì mình còn mình vẫn bán mang về. Nói dạ. Tùy, vẫn ưu tiên như người ăn tại chỗ 5 ngàn. Vâng ạ. À. Ở đây ha, mấy em đang cắt chanh tại vì hồi nãy Dương có thử thì một miếng chanh lớn là bắt vô là nó sẽ bị mất cái mùi của bánh canh cua mọi người đó, nên giờ mọi người nó ăn bánh canh cua bên này thì mọi người thì bắt xíu chanh thôi ha. Đó, mấy bé đang phụ chị nè, vui không mấy em? Vui, à. Vui đúng không? Mấy học trường nào nhờ? Em học trường FPT ạ. FPT đúng không? Dạ. Mình bỏ trong này cho nó nóng cô ha. Yeah. Đó này vô bịch trước đó mọi người. Tí nó lụa bua không làm được. À, dạ rồi ha, thì Dương cũng gửi đến mọi người lại cái menu của bên quán chị Long để cho khán giả nào mà có quên hoặc là chưa coi thì có thể là nắm được nhé. À, quán chay tùy tâm mà mọi người. Rồi anh tại chỗ là 5.000 ha, còn nếu mua về là 25.000. Đó, thực đơn thứ hai là phở, thứ ba hôm nay là bánh canh cua, thứ tư là bún măng, thứ năm là cơm thập cẩm chay, thứ sáu là bún Huế chay và thứ bảy là cơm sườn bình chả chay ha. Đó, cục chị phục vụ từ 11 giờ cho đến 13 giờ hàng ngày. Hôm nay là gửi xe qua được để tại bên kia luôn hả chị? À, hôm chưa lần trước thì Dương qua thì chưa thấy chú, hôm nay có chú giữ xe nè mọi người. Không phải chú, không phải là chú giữ xe. À, ở đây mình không tự giữ xe em. Vâng ạ. À. Chị không có đủ một kinh phí để mà mướn người giữ xe đâu. Dạ. Nhưng mà chú là người chạm đã ôm ăn phần ăn của chị. À. Và chú thấy tội nghiệp chị nên chú tự mình giữ xe. Qua wow, chú thường nhiên luôn. Chị vẫn muốn là gửi. Vâng. Chị muốn vẫn gửi cho chú nhưng chú không nhận. Dạ. Đó là cho chú đập phước đi. Trời ơi quá. Đồ tốt luôn á. Trời để xe mà quán anh tùy tâm 5.000 mà gửi xe rộng rãi mọi người nha, mọi người không phải yên tâm, không phải lo vấn đề gì hết, anh tại chỗ thoải mái. Giờ nha, 10 giờ 50 bắt 5 mình bắt đầu nha. Đó ha, menu để cũng để trước đây cho mọi người dễ thấy nè. Từng miếng một. Cái này mình cũng hấp trong cái máy kia luôn, cái máy kia luôn hả anh? Không này không. À, khác. Thank you.
Dạ hiện tại bây giờ là 10 giờ 40 phút á, thì cũng cô chú anh chị cũng đã ngồi chờ ha. À, như mọi người có thì giúp dùng quán là đến đúng giờ mọi người thì chị Long sẽ bán từ 10 giờ 50 hoặc 11 giờ gì đó nên mọi người giúp đó ha, là đến đúng giờ dùm quán nè mọi người. Tại bây giờ cũng khách hàng cũng chưa quen đó. Đó nên bây giờ đang ngồi chờ bên ngoài mọi người ạ. Dạ hiện tại bây giờ đang là 10 giờ 46 phút nè mọi người. Ờ thì cũng tại vì cô chú đến là cũng đông á nên hôm nay chị Long giải quyết sớm cho mọi người. Còn mọi người nào sau nếu mà coi được thời gian á, coi được cái kênh của em á thì mọi người vui lòng đến đúng giờ dùm cho quán ha. Thì đúng như vậy thì thực sự là chị cũng rất là ngại nè mọi người ạ. Đó thì các em hôm nay các trường đại học FPT qua cũng phụ chị nè, sẽ xếp ghế cho mọi người ngồi bên ngoài này chờ. À, đến lượt thì sẽ đứng lên để mình có thể là tự lấy phục vụ bánh canh và vào trong có thể ăn chan nước và các loại thức ăn cho mọi người. Bãi dưới xe lần này dân đến thì cũng đã được một chủ xe ôm ha, chủ cũng giúp chị Long giúp miễn phí đó mọi người à. Đó, chú sẽ giữ xe ở bên cạnh bên chỗ quán luôn nè. Hôm trước thì để đằng trước nhưng thực sự hôm nay là rất là đông rồi nên có thể là đã xin được cái mặt bằng kế bên để chị để xe đây, ghế xếp hàng cho mọi người có thể đến khi mà đứng hàng xếp hàng chưa kịp á sẽ ngồi đây. Cho mọi người đến sớm nhưng mà xếp hàng rất là trật tự nha. Rồi hai cái ghế, một ghế nhỏ với một ghế lớn ha, có thể ngồi ăn. Còn này mát, hôm nay trời rất là mát rồi mọi người, ngồi còn này rất là hợp lý.
ai đến cũng vui vẻ niềm nở, ăn non ăn ngon, có thêm được những nụ cười nữa mọi người. Hai tô luôn. Trời trời hôm nay mát ngồi qua đây có hợp lý rồi nè chị. Không em ơi, bây giờ bắt buộc nắng mưa cũng nổi. Vậy hả? Chỉ gầu trời mưa thôi. Ở dưới đang gầu trời mưa mà trời bữa giờ thương lắm nha. Cứ thể mà mưa trước xong tới giờ ăn là dừng. Dừng xong cái tới ăn xong là nắng lên là mưa. Vậy hả? Rồi bây giờ thấy mọi người ăn rất là vui không? Một ngày trôi qua cuộc đời ngắm lại. Ca sĩ Kim Long nè. Ta làm được gì cho đời hiện tại. Một ngày trôi qua thời gian còn lại. Ta làm được gì trước khi đi xa mãi. Một ngày trôi qua ta tự hỏi mình. Ta làm được gì trong cõi nhân tình. Để ngày hôm nay ta tự hỏi mình. Ta làm được gì sau những đua tranh. Mỗi ngày trôi qua là cuộc đời ngắn lại đúng không? Dạ. Mà ai cũng phải chết. Thành ra chị chọn cuộc sống như hôm nay. Thì khi nào chị làm được trong cái khả năng của mình và hết khả năng thì chị sẽ dừng. Dạ. Chị cũng không hối tiếc vì chị đã tồn tại trên được trên cái cuộc sống này và chị được làm những cái điều mà mình mong ước. Cái điều mong ước của chị nó không phải là cái gì là cao sang hết á, mà là chị có thể là chia sẻ những cái bữa ăn đến những người ở đây. Vâng ạ. Ngoài những bữa ăn ngon thì chị Long truyền cảm hứng rất là nhiều cho mọi người luôn mọi người ạ. Có thể là đối với mọi người chị giả tạo hay như thế nào cũng được. Dạ. Có thể là trong mắt của những người có nói chị là xạo hay là như thế nào chị cũng được. Nhưng mà quan trọng chị đang nấu thật cho những người ăn ở đây. Vâng mỗi ạ. Ngày là hơn 600 phần ăn. Nghệ thật thiệt thật nha mọi người. Chú ăn ở đây đủ món chưa chú? Hả? Chú ăn đủ món ở đây chưa? Mới là 2 ngày à. Dạ. Qua bữa tây ăn thấy ngon. Chú vâng ạ. Dạ. Mấy ngày dễ ăn mà. Dạ. Trời mùa hè nóng được ăn mấy món nước thì dễ ăn con chú ha. Dạ. Con ăn rồi ngon lắm chú ơi. Ngon lắm. Dạ. Nấu ngon ngon mà tiện. Dạ đúng rồi chú. Thiệt. Chính xác. Chú chạy xe gần đây không chú? Chạy lắm lắm chú ơi. Dạ. Chạy thường chứ mày chạy đáp. À vâng ạ. À. Dạ. Xe ôm. Dạ. Càng ngày càng khó khăn chú ha. À, khó. Rồi mọi người ơi, chị Long đang làm những bắt cóc chị ra đây xíu ha, để phỏng vấn chị xíu. Ờ à, bây giờ là quá đông luôn à. Bây giờ mấy giờ chị? 11 giờ 10 thôi á. Đã hơn 100 rồi đó nha. Dạ hơn 100 rồi. Em thấy còn hơn nữa. Đúng chị. Rồi, mình bán ở đây là khoảng 600 phần. Dạ. Tới 1 giờ đó em. Dạ, em có giờ. Thể nó hơn chi nhất nó có hơn 12 giờ 40. Vâng. Tại vì bây giờ cô chú người ta biết cái ý là ta sẽ tới vừa vậy đó, nhưng mà nói chung tới 1 giờ là mình 600 phần là 620 phần. Dạ. À, còn như ngày rằm đồ á là mình phải nâng lên 900 phần. Đó tầm 2 tiếng mấy thôi á mà phục vụ 600 phần mọi người. Sự đó là một sự cố gắng rất là nhiều luôn của chị và như anh Sang là cô Hồng nè. Đó là cô chủ nhà nó đúng không chị? Đúng rồi. Ừ, chắc nói chung là chị ở đây thì mình chị thuê 5 nhân viên. 5. Và nói chung là bản thân chị nó là 6. Dạ. Cô chủ nhà là người ta xuống người phụ được người ta phụ. Dạ. Là ở đây mọi người coi như là chị nói thật chị rất là biết ơn. Dạ. Vì những anh chị người ta làm bằng tất cả cái tâm của mình luôn em. Vâng. Cái việc mình đi làm lấy lương là cái chuyện bình thường. Nhưng mà cái tâm mình đặt vào nữa nó là một cái khác nữa. Dạ. Thì ở đây là chị cảm nhận là những anh chị đây làm hết lòng luôn á. Và anh chị vui với cái công việc mình đang làm. Và ra cái điều đó chị rất là biết ơn. Đó, mọi người ngồi đây dễ thương mọi người. Đó ngồi nè vừa mát rồi vừa thoáng nè. Thôi chắc là video cũng đã già rồi, chắc xin kết thúc video tại đây và hứa hẹn mọi người sẽ lần sau sẽ quay những cái món khác mà em chưa quay ở quán chị Long như là bún măng nè, như là cơm tấm sườn bì chả đúng không chị? Đúng rồi. Rồi chắc là chúc chị khách càng ngày càng đông, mọi người càng yêu quý chị hơn nha. Đúng rồi, em cái ngày cơm tấm sườn bì chả chay là phải 800 phần nha. Ồ 800 đó là ngày thứ 7. Đúng rồi, thứ 7. Phục vụ nha, 600 không đủ. Và 800 phần, gần 1000 phần đó mọi người. Thứ 7 lúc nào cũng 800 hết, 850 không đủ. Không đủ luôn. Ừ. Thứ nhất là mọi là không nổi em ơi. Dạ.
thiệt sự quá nhiều chị ạ, gần 1000 phần mà quá nhiều chị ạ. Tại vì có thể mọi người sẽ nói là làm gì có mấy trăm phần không nổi, phải tại vì khi em đến quay quán ăn với chị em sẽ biết được một cái phần ăn của mình nó sẽ như thế nào. Dạ. Thì có việc em cứ đến quay thử cái cơm sườn bị trả ha. Vâng ạ. Em sẽ hiểu là tại sao chị, khả năng của chị và những anh chị nhân viên chỉ làm tối đa 850. Dạ. Cảm ơn. Rồi chào mọi người nha.